Tại khuôn khổ là vòng đấu thứ 5 của giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, được diễn ra vào lúc 02 giờ rạng sáng ngày mai, ngày 15 tháng 9 năm 2024, thì người hâm mộ sẽ được chứng kiến một trận cầu vô cùng là hấp dẫn khi mà Real Madrid sẽ có chuyến làm khách xa nhà khi phải chạm trán với cả Real Sociedad. Ở thời điểm hiện tại, theo như cập nhật của chúng tôi, thì ở giới vô địch họ đang đánh giá cao trong một chiến thắng dành cho Real Madrid. Và với một cái tương quan lực lượng mạnh hơn so với cả đối thủ, thì liệu rằng thầy trò nhà Ancelotti có mang đến cái niềm vui trọn vẹn cho khán giả của Real Madrid, và họ có vượt qua được cái rào cản handicap là cái mức chấp là 3 phần 4 dành cho Real Madrid ở trận cầu này được hay không? Thì ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần kèo nhà cái. Xem vào lúc này đây thì những cái mã kèo cược thì thị trường kèo châu Á họ đang để cái mức chấp dành cho Real Madrid như thế nào, cũng như là cái mức tài xỉu đang để cái mức là bao nhiêu các bạn nhá. Và đây, trên đây là những cái mã kèo cược mà thị trường kèo châu Á họ đưa ra ở thời điểm hiện tại. Lúc này đây thì giới vô địch họ đang đánh giá cao cho một chiến thắng dành cho Real Madrid trong chuyến làm khách này, khi mà để cái mức chấp dành cho Real Madrid ở cái mức là 3 phần 4 các bạn ạ. Cùng với đó thì ở trận cầu này, giới vô địch họ cũng không đánh giá cao đây sẽ là một trận cầu cởi mở dành cho cả đôi bên, khi mà bên phía Real Madrid họ đang thiếu vắng đi một số những cầu thủ trụ cột khi đang gặp phải những cái ca chấn thương đáng tiếc, sau khi mà họ cũng đã cho các cầu thủ của mình trở về với đội tuyển quốc gia để thi đấu tại cái mặt trận đó là Nations League. Và lúc này đây, thị trường kèo châu Á họ cũng chỉ để cái mức kèo tài xỉu ở cái mức là 2.5 mà thôi các bạn ạ. Cùng với đó thì ở trận cầu được diễn ra vào lúc 2 giờ cùng khung giờ này, đó là trận đấu giữa là Bournemouth với cả Chelsea. Thì trên đây là những cái mã kèo cược mà chúng tôi cập nhật được các bạn nhé. Với những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại như thế này thì đâu sẽ là những cái mã kèo sáng suốt để anh em chúng ta đầu tư mang về những cái đồng lãi? Thì các bạn cần phải trao đổi với chúng tôi qua cái địa chỉ Zalo, đó là số điện thoại 0348 196760 các bạn ạ, hoặc là Telegram A còng bóng đá tương tự, để các bạn sẽ nhận về cho mình những cái sự tham vấn tốt nhất cũng như là những cái mã kèo chơi tốt nhất để anh em có thể đầu tư mang về cho mình những cái thành quả các bạn nhé. Còn ở tại cái video này thì mình sẽ không đi rông dài với anh em nữa, mình sẽ tham vấn kèo trực tiếp cho anh em luôn, chứ không cần phải đi phân tích thế này thế lọ kia làm gì nữa các bạn ạ. Và nếu như các bạn muốn có được những cái thông tin bổ ích nhất về hai cặp đấu này thì các bạn cứ chủ động kết nối với Tôn qua cái địa chỉ Zalo cũng như là Telegram mà Tôn cũng đã để trên màn hình đây các bạn nhé. Ở trận cầu đầu tiên, đó là trận cầu giữa Sociedad với cả Real Madrid, thì mình sẽ hướng đến cho anh em với hai mã kèo. Đó là anh em nên đầu tư cho mình vào mã kèo là Real Madrid chấp 3 phần 4 bóng cho cả trận. Cùng với đó là tài trận 2.5 các bạn nhé, là hai cái mã kèo sáng nhất mà chúng tôi sẽ hướng đến cho anh em ở cái trận cầu này. Cùng với đó thì ở trận cầu giữa Bournemouth với Chelsea thì mình sẽ hướng đến cho anh em với hai mã kèo. Đó là anh em nên đầu tư cho mình vào mã kèo đó là tài hiệp 1 1.5 với điểm ăn rất là cao luôn, các bạn bỏ ra 93k và các bạn thu về đủ 100. Mã kèo thứ hai đó là mã kèo tài trận 3.5. Đó, đó là hai cái mã kèo sáng nhất mà chúng tôi hướng đến cho anh em ở cái trận cầu này các bạn ạ. Ok, như vậy là Tôn cũng đã hoàn thiện xong video của mình rồi. Đó, hai trận cầu này thì mình cũng đã tham vấn kèo chơi xong cho anh em. Với những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại như thế này thì mình hy vọng là anh em chúng ta sẽ cùng đầu tư và mang về cho mình thật nhiều những cái đồng lãi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.